Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe. Giới thiệu đến các anh một mẫu tàu. Hiện tại nhà em về rất là nhiều tàu, cực kỳ đẹp và giá thành vô cùng là bình dân. Lưu ý với các anh một chút là em luôn tìm kiếm những cái sản phẩm chất lượng. Chính vì vậy là đợt vừa rồi thì về một lô tàu mới và hàng rất là đẹp và rất là chất lượng. Chính vì vậy giá nó cũng hơi nhỉnh hơn những cái mẫu trước đây một chút. Tuy nhiên thì nó cũng không quá là đắt, vẫn là ở phân khúc rất là rẻ nhưng mà rất là phù hợp với nhiều anh mới chơi. Cái tàu gỗ tiếp tùng các anh nhé, được mẫu ở trên tay em có mã là TGH002, được làm từ gỗ tuyết tùng và được sơn màu đen rất đẹp, đen tuyền luôn. Ở đây thì có viền vàng rất đẹp, TGH002. Mã hàng thì em có để ở trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi mà gọi điện thoại đặt hàng thì các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm là mất thời gian của các anh rất là nhiều. Cái thiết kế rất là đẹp, dáng tàu đây là dáng cơ bản là phù hợp với tất cả các anh. Nếu như mà các anh muốn một số dáng tàu cơ bản phá cách khác thì các anh cũng có thể là xem ở trên website nhà em. Còn cái sản phẩm này thì là một cái dáng cổ điển và dáng cơ bản nhất từ trước đến nay, với dáng mà dễ dùng nhất với tất cả mọi người. Tuy nhiên thì tất cả mọi người sau một thời gian học chơi tàu thì mọi người đều có rất là nhiều cây tàu với nhiều cái dáng khác nhau, tạo rất là nhiều cái cảm hứng. Và nếu như mà đặc biệt là các anh hút thuốc thơm thì các anh cũng có nên có nhiều cây tẩu để mình thưởng thức được nhiều hơn. Cái lòng bọ tẩu rất là vừa phải, và khi mà sử dụng thì cái chất liệu gỗ này thì các anh hoàn toàn yên tâm là nó không bị cháy lẹm đâu ạ. Thì nếu như mà các anh học được cách nuôi kích thì cũng không bị cháy vào gỗ nhé. Ở đây thì được tặng kèm theo một cái lõi lọc như thế này. Ngoài ra thì các anh cũng có thể không sử dụng lõi lọc nếu mà các anh không thích. Còn một số anh mới hút thì chắc chắn là các anh phải sử dụng lõi lọc rồi, bởi vì nó sẽ giảm đi cái sự bỏng lưỡi và gian lưỡi rất là nhiều. Đấy, cái thiết kế rất là chuẩn. Đây là em cam kết với các anh là gỗ thật 100% nhé, gỗ tuyết tùng thật 100% luôn. Về đến nơi nếu như các anh thích test, các anh có thể bổ ra, các anh thanh toán thành nhận hàng thành công, bổ ra mà không phải là nhựa thì các anh vẫn em hoàn tiền gấp 5 lần, gấp 10 lần cho các anh luôn. Còn cam kết với anh là bán hàng. Còn ở trên đầu này thì là nó là cán tàu, và cán tàu này thì được làm từ nhựa các anh nhé. Cán tàu này thì không có lựa chọn bằng sừng. Một số cái tàu bằng sừng thì đấy là những cái tàu dành cho hút xì gà thôi, còn nếu mà tàu gỗ thì không có cán bằng sừng các anh nhé. Không không có cái tàu gỗ nào, kể cả là tàu cao cấp đắt tiền của những cái hãng lớn thì cũng không có làm bằng sừng. Cái sản phẩm bên em giao hàng đến nơi được tặng kèm theo một cái túi nhung dây rút này, rất là tiện cho các anh hay di chuyển ra ngoài thì mình kèm theo như thế này mình rút, có thể là đeo vào ba lô hoặc là treo vào xe hoặc là treo vào đầu đấy, cũng rất là an toàn và sạch sẽ cái tàu của mình, đảm bảo cho quá trình sử dụng. Cũng như là bên em có tặng kèm theo một cái hộp gỗ nữa thì các anh cũng có thể hoàn toàn là đựng để bảo quản ở trong đó, rất là tiện. Đấy, anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để mà tiết kiệm thời gian, các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.